Các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết. Vào chiều ngày 6 tháng 2, chồng cũ Lệ Quyên đăng status ẩn ý nói về quan điểm sống trên Instagram cá nhân. Anh chia sẻ, có như nơi rê thư khi ở bên mình nghĩ là vô giá, nhưng sư thả tờ thì rất, rất dễ. Phấn thì muôn đời vẫn là phấn, còn vui thì mãi mãi chỉ là vui. Chia sẻ hiếm hoi của Đức Huy trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội dù không chỉ đích danh nhân vật nào, nhưng bài đăng đầy ẩn ý, như đang tỏ thái độ với ai đó của nam doanh nhân khiến dân tình xôn xao bàn tán, nhất là sau khi anh chia tay Lệ quyên và vướng nghi vấn hẹn hò tình trẻ cẩm đan. Status gây xôn xao của Đức Huy sau khi chính thức ly hôn lệ quyên Chồng cũ Lệ Quyên có vẻ như đang ngầm ám chỉ ai đó nhưng lại không chỉ đích danh. Sau khi chính thức công khai ly hôn, Lệ Quyên và Đức Huy không xuất hiện chung và không nhắc đến nhau trước truyền thông. Hiện lệ Quyên đã tìm được hạnh phúc mới bên tình trẻ Lâm Bảo Châu, còn Đức Huy cũng vướng tin đồn hẹn hò thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020, Cẩm Đan. Ảnh, sưu tầm, Instagram nhân vật